Trung tâm Quang Lê hân hạnh giới thiệu Hát trên quê hương 4, 60 năm ngược dòng Bolero, được tài trợ bởi Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Sông từng hồi chuông đổ
giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được giới thiệu nữ hoàng bolero danh ca Thanh Tuyền. Vượt đường xa như vậy, hát trên quê hương vì khán giả còn có những mối tình thân khác, ví dụ với Quang Lê. Cảm ơn em. Thật ra thì Thanh Tuyền không nghĩ ngày hôm nay có mặt trong chương trình của Quang Lê là bởi vì Thanh Tuyền đã hứa với Quang Lê rất là nhiều lần. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự... cuộc đời mà làm sao ai biết trước được chuyện gì xảy ra. Cho nên Thanh Tuyền nói là chuyến này bằng mọi giá thì Thanh Tuyền phải có mặt trong cuốn của Quang Lê thực hiện. Bởi vì Quang Lê là một tiếng hát mà tiếp nối và phải nói là rất là hiếm trong làng âm nhạc Việt Nam. Cho nên Thanh Tuyền cảm thấy là trước khi mà mình thí dụ mình không còn được hát nữa đó thì mình cũng có một cái hành động nào đó để chứng tỏ rằng mình ngưỡng mộ một tiếng hát trời đã cho và để mà tiếp tục để giữ vững cái nền âm nhạc Việt Nam trong cái dòng nhạc mà phải nói là quê hương bất tử của chúng ta. Thanh Tuyền rất là có một điều là Thanh Tuyền cái cảm xúc của Thanh Tuyền là bởi vì đây không phải là lần đầu nhưng mà cũng là lần thứ hai Thanh Tuyền quay tại ở Việt Nam, hình như là lần thứ ba, lần mà mỗi lần quay như vậy đó là nó cho mà Thanh Tuyền một ấn tượng là Thanh Tuyền cảm thấy là trên quê hương Việt Nam của Thanh Tuyền còn thiếu nợ rất là nhiều người, những người đã thương yêu Thanh Tuyền. Và Thanh Tuyền chỉ mong là ơn trên cho Thanh Tuyền, nếu còn hát được ngày nào thì Thanh Tuyền mong tạ ơn tất cả quý vị khán thính giả đã thương yêu Thanh Tuyền trong suốt 52 năm qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn danh ca Thanh Tuyền.